Dạ, tích gợp xong xuôi rồi cho em xin giấy chích ngừa hai mũi. Dạ, sau đó là rửa khuẩn xong sẽ lên được gặp nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Dạ, nói chung là tại vì bé rất là sợ dịch bệnh và sức khỏe của bé thì sức khỏe của bé cũng đang trong cái tình trạng là rất là khỏe mạnh, cho nên là mọi thứ gia đình rất là lo lắng, cho nên là kính mong là quý cô chú anh chị nếu ngày mai đến với sinh nhật của ba con, dạ xin giúp giùm thực hiện chế độ 6K luôn. Dạ 6K là gì? Dạ 6K là dạ thêm cái khẩu trang nữa. Đây cho đẹp ra, cho đẹp ra. Dạ, dạ rất là hân hạnh, dạ kính thưa tất cả mọi người. Mà nó khùng quá. Như ngày nào à? Dạ, con thưa với ba. Dạ đây là cái này phải quay riêng cho tôi đi để tôi gửi cho chủ nhân. Cái này quay riêng giùm cho Nhật Minh. Ok. Dạ cái này là của chị Vũ Thúy Vi. Dạ thứ ba chị Vũ Thúy Vi là chị nuôi của con. Và chị biết hôm nay là con lên mừng sinh nhật ba. Dạ chị muốn lên mà con không biết cho lên. Tại vì con nói là dạ ba đang rất là lo lắng về vấn đề dịch bệnh. Dạ cái này là mình giữ cho cộng đồng luôn. Dạ cho nên là chị gửi cho ba một cái bao lì xì. Dạ kính ba sức khỏe. Dạ. Ba cảm ơn, con gửi lời cảm ơn chị Vi nhìn ba. Dạ. Dạ đây là sinh nhật của ba. Dạ chụp cho hai cha con tôi một tấm hình. Trời ơi. Vô lên các cộng đồng. Mấy bạn cứ bạn cứ lo lên YouTuber YouTube là không à. Đó. Trời ơi buồn dễ sợ đâu. Cầm lên. Dạ bao người ta bự như vậy cho ta chụp tấm hình đi. Đúng rồi đó. Ừ. Chụp đi. Chụp. Thôi chụp cái máy của bạn á, cái mặt cho mới đẹp. Bây giờ tôi đang quay rồi. Vậy bạn tắt đi. Ừ. Xù mà con sợ. Hùng quá mình ơi, bớt hùng thì ba cái nhẹ quá trời đó. Chị, ngày mai nấu gì? La gu gà với cái gì nghe mà chế biến tôm gì đó, tôm thái, tôm gì? Sốt thái tơi tái cái gì gỏi gì gỏi mình chân làm gà làm bàn không hay là chỉ làm chứ mẹ thôi ra dịch bàn thì trời. Ngày mình nghỉ thôi đó, vậy đó. Rồi, đúng rồi. Sáu với phụ mấy cái tối bởi là ngày mai cũng có người lên đó. Không, mình đóng cửa. Mà, đóng cửa hạn chế. Rồi. Nhưng mà nghệ sĩ lên sao? 5K, 5K. Chỉ có một mình thằng Võ 15 nó không cần biết nó có lên hay không. Con có nói với nó đó, tại vì ngày mai nè. Ngày mai là trưa mai là 1 giờ. Bỏ qua đi quay. Cái bắn vô. Ba chị em đi quay là ngày hôm qua hay gì rồi. Con hát qua nhà không? Ừ, đúng rồi, có hát. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. And the starburn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you.